Hello các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ đi dựng trại nha. Chúng mình sẽ dựng trại ở khu rừng rừng xanh ngoài đường này nha. Và bây giờ chúng mình đã rất là khát nước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ uống mỗi người một lon nha. Nào bạn, lon của bạn. Không uống là không được chơi, bạn nào cũng phải uống một lon. Uống nước lọc, chạy vào lấy nước lọc ra đây. Nào, nào, vô, bạn Hưởng, vô. Nào, nào, bóc 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 bóc. Được Yến. Rồi. Rồi, rồi, rồi. Mỗi người một ly nha. Bắt đầu chúng ta vào nha. Nào, chúng ta làm tài trại của chúng ta nào. Một, hai, ba, vào. Rồi, chúng ta uống thôi. Ngon quá. Bạn uống đi, bạn uống đi. Nhanh lên. Bạn ơi, bây giờ mình phải thiết kế cái này, phải đứng im chứ không đó nó bay. Không, chúng ta sẽ chằn lên lại, để chúng ta có một cái trại. Và cái trại này đầu tư rất là tốn kém nha các bạn. Và đêm nay chúng ta sẽ đốt trại ở đây đúng không? Cắm trại đây, đốt lửa trại. Và nghe đâu là khu vực này sẽ có rắn cặp long, đợt trước đã có rồi đúng không các bạn? Ở đây có rắn gì? Rắn cặp long. Rắn cặp long à? Đợt trước là có rồi đúng không? Thế bây giờ đêm nay chúng ta thách thức ở đây 24 tiếng đồng hồ, các bạn có sợ không? Không. Không, chúng ta chinh phục nó nhé. Quá vậy sợ thôi. Hả? Sợ thôi hả? Nếu mà giả thiết có rắn cặp long xuất hiện chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chạy. Chạy à? Chân ơi, đêm 38 kế sách không bằng kế sách chạy. Trưởng uống hết rồi nè. Chưa hưởng đâu. Ôi hết rồi à? Nào em mình như cụng. Em như cầm cụng em mình như. Vô lại. Em mình như nào. Vô đi. Thằng này đi chơi đâu? Thằng này nó đi chơi tiếp đằng kia. Các bạn ơi bây giờ. Các bạn này các bạn, khả năng là rắn cặp long nó sẽ từ trên cây nó đi xuống này các bạn. Xin chào thành viên mới của chúng ta. Hello. Come here. À đố các bạn nha, cắm trại tiếng Anh nó là gì nhỉ? Go camping. Hả? Go camping. À go camping. Và tiếng Trung chúng ta sẽ nói là gì đây? Chua yến. À ok. Chua yến. À đây là sàn nước của chúng ta. Và đêm nay chúng ta ăn ly ai ở đó uống nha. Thì chết rồi, dạ trại của chúng ta gió nó bật lên rồi. Chết rồi. Rồi, thấy chưa? Đúng rồi. Các bạn ơi, mình sẽ giữ khoảng cách để an toàn hả? Bây giờ như này này, không. Đúng rồi. Chị ơi, ai mở cửa vậy? Ô, như vậy là chúng ta đêm nay chúng ta sẽ được ngủ ở đây à? Đúng không? Chúng ta sẽ được ngủ ở đây đúng không? Cảm giác đẹp quá. Ôi, cảm giác rất là thật là thơm ngon. Là em đúng không? Đấy. Ôi giời. Ô, nếu mà nằm ở đây là thấy sao trăng luôn kìa các bạn ơi. Đúng không? Ô trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa. Thấy không? Đó. Bây giờ con có đề nghị đi cho Minh Như múa bài đi. À, Minh Như ơi, Minh Như múa bài nhá. Để mừng trại của chúng ta nha Minh Như ơi. Như lại múa tay à? Nhờ Như hát bài gì nào? Như là con múa, không có sai điểm đấy vậy. Múa à? Thế múa đi. Múa thì phải quay camera chứ. Ủa Phụ ơi. Hả? Thế không có máy để mở à? À, đây máy kia. Máy kia làm gì có nhìn thấy? Nhìn thấy. Nhìn thấy. Tí nữa bọn mình sẽ mang chăn mang gối ra đây nhá. Mang chăn mang gối ra. Các bạn nói cái máy đi. Đi rồi. Không múa không được à? Có nhạc cơ à? Phải có nhạc. Ôi không được. Tối ở đây ngắm đã luôn Phụ ơi. Có trăng, có sao nè, có trời nè. Vậy thì sẽ chờ đợi của tập 2 của các bạn cắm trại nhá. Xem là tối nay các bạn sẽ nấu nướng những gì. Các bạn ơi, lúc 6 giờ chúng mình sẽ quay lại video nha. Dạ rồi, bye bye. Bye bye.